Em đang quan sát là một cái bàn cắt gạch 80. Thì hôm nay mình sẽ đặt mẫu và cắt thử cho bạn xem. Mình không có chuyên môn lắm đâu, cho nên là chắc chắn là nó sẽ không được như thợ đâu. Đấy, nên các bạn thử. Mình sẽ cắt thử cho các bạn xem nhé. Đấy, viên gạch 80 luôn. Đấy, các bạn thấy không? Mình không có chuyên môn nhưng mà mình cắt cũng chả kém như thợ đâu. Đây, anh em các bạn xem này. Đấy, viên gạch ra cực kỳ là đẹp, phẳng và chấm hết luôn. Đấy, từ đầu đến cuối luôn này. Đấy, viên gạch ra cực kỳ là tuyệt vời luôn, các bạn thấy không? Đấy, mép phẳng đẹp như kẻ chỉ luôn, anh em thấy không? Không hề có một tí gợn lượn sóng nào. Đấy, cắt nó phải ra như này thì nó mới là hàng chuẩn, hàng chất lượng, anh em thấy không? Đấy, sản phẩm thì bên mình đang bán và phân phối trên thị trường. Anh em các bác thợ rất là hài lòng đối với cái sản phẩm này của bên mình. Cái giá cả thì nó cũng rất là hợp lý luôn. Đấy, mình mua về để làm anh em công trình làm thì cực kỳ là chấm hết luôn. Đấy, nhanh chóng gọn nhẹ, dễ làm, dễ sử dụng và rất là ngon lành luôn. Thì các bạn có nhu cầu về dòng này thì có thể liên hệ để bên mình tư vấn kỹ hơn cho các bạn về dòng sản phẩm này. Đấy, bàn cắt gạch 80 đa năng, chúng ta có thể cắt từ khổ 80 trở về, rất là ngon lành và thuận tiện luôn các bạn nhé. Đấy, thì bên mình đang phân phối cái dòng này tương đối là tốt luôn. Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ để bên mình tư vấn kỹ hơn cho các bạn về cái dòng sản phẩm này. Mình đã cắt thử cho các bạn xem rất là ok. Hai thanh inox này. Và bàn bằng nhôm, rất là nhẹ nhàng, đẩy đi đẩy lại rất là êm ái luôn các bạn nhé. Đấy, các bạn có nhu cầu có thể liên hệ. Xin chào các bạn.